Chào cả nhà. Dạ con kính chào quý bà cô chú anh chị và các bạn. Dạ hôm nay đó thì cả nhóm của mình quay một cái clip ngắn gửi đến quý bà cô chú anh chị và các bạn. Một cái tin thì nó cũng không có được vui. Cho con nói về cái tình trạng kênh của con hiện tại đó, thì cho con gửi lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn đến quý bà cô chú và anh chị và các bạn luôn thời gian qua cũng luôn ủng hộ kênh của nhóm của con. Bên cạnh đó là không và cùng với những cái sự mà yêu mến từ quý khán giả. Và thì hôm nay đó thì con cũng xin thông báo là về cái vấn đề đó, là bây giờ đó hiện tại là cái kênh của con đó thì bên cái mail bên Google AdSense đó là có gửi cái tin đó là tài khoản thanh toán của bạn cho Google AdSense và có cái mã AdSense là 16 số đã bị quỷ gần đây. Là cái mail này á, nói chung là gửi cũng được mấy ngày rồi, trước khi mà con đăng hai cái clip sau cùng. Dạ nhưng mà do đó là lu bu quá với sức khỏe con ngoại dạo này cũng không được tốt đó, cho nên là con không có vô xem. Khi mà con phát hiện lại đó thì con mới ngưng là không đăng clip nữa, cũng nhờ một người em để xem xét coi mình có kháng kênh lại được hay không. Mà bên đây đó thì bên Google thì không có cho hay chính xác là cái kênh con là khi nào mới cho lãnh lương lại thì cũng chưa có biết nữa. Dạ thì trước đây đó thì con cũng có xem một cái kênh YouTube từ anh Phi Một Chăng, thì có nói về cái tình trạng mà kênh của ảnh bị khóa. Lý do đó là ảnh đi quay thiện nguyện quá nhiều, những cái hồ sơ mà bệnh án đồ của người bệnh đó là ảnh đăng lên trên YouTube. Thì bây giờ đó thì giống như là ảnh nói là bị vi phạm luật của YouTube đó. Dạ thì nó phá kênh ảnh luôn, chứ không phải là như kênh của con mà không cho lãnh lương. Dạ thì con nghĩ là cái kênh của con thì chắc cũng vi phạm, chắc cũng trong cái tầm đó. Thì con cũng hiện tại là con cũng đang nhờ một cái người em để mà kháng kênh lại coi xem bên Google đó trả lời như thế nào. Dạ thì trước mắt đó thì trong nhóm nói chung là nhất là mấy bé và cả con và cả bé Quyên, bé Ngọc đều rất là buồn, thì cũng cố gắng tạo một cái kênh mới để cho mà không phụ lòng của quý vị khán giả đối với kênh của con. Dạ kênh mới của con á là kênh là Tám Tuyết Miền Tây. Dạ thì khi mà đăng cái đoạn video ngắn này đó thì con sẽ gắn cái link kênh mới là ở dưới cái phần mô tả của cái clip đó. Dạ thì con cũng rất mong đó là quý bà cô chú anh chị vào cái kênh mới và qua cái kênh mới đó ủng hộ nhóm của con nhiều hơn. Dạ con chân thành cảm ơn. Dạ sau đây thì con nhận lời lại cho bé Ngọc. Bé Ngọc mới là đầu tiên là cái kênh này thành lập là bé Ngọc với bé Nhung. Dạ thì cái kênh cũ cũng gắn bó với con cũng được 3 năm rồi tất. Lâu lắm rồi. Dạ biết bao nhiêu là kỷ niệm. Thì con nè, từ lúc mà con mổ bú thì sức khỏe của con rất là yếu, thì con cũng phải cử kiêng nhiều thứ nữa. Rồi có mấy chị nè, mấy cô, đặc biệt là dì Tám đã luôn giúp đỡ và hỗ trợ. Dạ, con cũng không có quên là quý ông bà cô chú anh chị lúc nào cũng quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh của con. Dạ thì cũng có bé Nguyên, bé Nhung, rồi mấy anh chị nữa. Dạ rồi mấy cậu nữa đúng không Tâm? Mấy cậu rồi cậu mấy 5. Anh nữa. Dạ cậu 9, cậu 5, rồi nhiều lắm. Kênh của mình là đại gia đình luôn đó. Dạ như thấy nó rất là ấm cúng, ấm áp. Dạ thì con cũng không biết nói gì hơn, con cũng rất là mong là quý bà cô chú anh chị cùng tất cả các bạn hãy ủng hộ kênh mới, kênh Tám Tuyết Miền Tây. Dạ để cho con có thêm nhiều động lực nữa để con cố gắng con tiếp tục quay những video sau này sẽ hay hơn và tốt hơn để phục vụ cho quý bà cô chú xem những hình ảnh ở quê mình. Dạ dạ thì con cũng xin nhắc thêm đó là cái kênh Miền Tây Quê An Giang là tụi con, nhóm của tụi con là vẫn hoạt động, nhưng mà chắc là khoảng 2-3 ngày tụi con mới đăng một clip.
Dạ, còn cái kênh mới là mỗi ngày đều có mỗi clip. Thì bây giờ con không biết là nó khi nào bên kia mới phát lương. Dạ, thì nói chung là cái tháng này nói chung là cái kênh cũng gặp rất là khó khăn. Tại cái tiền lương đó đó là để là con dùng cái tiền lương đó để mà trả cho những cái thành viên trong nhóm. Nhưng mà bây giờ cái tháng 10 này là không được nhận rồi. Thì đây về sau cũng rất là gặp nhiều khó khăn. Rồi bây giờ con tạo cái kênh mới nữa thì nó khó khăn càng thêm nữa. Thì theo con biết thì cũng mấy tháng kênh mới này mới cho bạc kiếm tiền nữa. Dạ thì con cũng rất là mong quý bà cô chú anh chị và các bạn hãy qua kênh mới đó là đăng ký nhiều nhiều giùm con để mà cho cái nhóm con đó có đủ chi phí để mà tiếp tục những cái clip sau này nó hay hơn và nó hoàn thiện hơn là cái kênh cũ. Dạ con chân thành cảm ơn. Dạ. Dạ con là bé Quyền. Dạ con cũng mới vào kênh gần đây thôi nhưng mà con rất là yêu quý những thành viên ở trong nhóm. Dạ cái kênh bị vậy thì con cũng rất là buồn. Bây giờ Tám tạo kênh mới là tên Tám Tuyết Miền Tây. Dạ con kính mong quý bà cô chú anh chị qua bên kênh mới để ủng hộ của nhóm của tụi con ạ. Dạ, để cho con có thêm cái động lực để tiếp Tám với chị Ngọc. Dạ con chân thành cảm ơn. Dạ cái tức là cái kênh cũ của mình vẫn đăng clip nhưng mà sẽ ít lại hả Tám? Ít lại. Yeah. Tại bây giờ không có trả lương nữa thì cái nhóm mình nguyên một nhóm mình cũng trên 10 người mà bỏ công sức ra đó mà không có lương thì làm sao mà Tám để trả lương cho trong nhóm đây. Yeah. Nó rất là khó khăn. Còn cái kênh mới là nó phải đạt yêu cầu là bao nhiêu lượt đăng ký và bao nhiêu lượt xem? Hình như là 100 lượt đăng ký mới tìm ra phải không Tám? Không, tới 1.000. 1.000 hả? Trên 100 người đăng ký là mới gõ cái kênh của mình lên trên YouTube được. Dạ. Bây giờ là chưa có ai đăng ký thì nhưng mà Tám sẽ gửi link thì mình vô được. Dạ thì con cũng có gắn cái đường link ở dưới cái phần video này nè quý bà cô chú. Dạ dạ thì con cũng rất là mong kênh mới này là con cũng hy vọng đó là mọi thành viên trong nhóm đều bỏ công sức ra cố gắng để mà nó ra một cái clip cho nó đạt và nó hoàn chỉnh hơn. Dạ thì cũng không quên cái phần bên quý bà cô chú anh chị và các bạn ủng hộ cho nhóm của con để nhóm con có cái động lực và ra những cái video hay hơn. Dạ thì con chân thành cảm ơn. Dạ và dạ, cuối video và cuối clip đó cho con gửi lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành đến quý bà cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều đã luôn đồng hành cùng kênh Miền Tây Quê Em An Giang. Dạ sau này thì con cũng hy vọng đó là đồng hành thêm một cái kênh mới đó là Tám Tuyết Miền Tây. Dạ con xin chào và hẹn gặp lại trong video lần sau. Dạ bye bye.